Bà có biết công nghệ độc đáo nào ẩn đằng sau thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X thế hệ mới? Hầu hết các thực phẩm bảo vệ sức khỏe ngày nay đều có chứa chất chống oxy hóa. Vậy Double X thế hệ mới có những nền tảng khoa học độc đáo và khác lạ trong công nghệ chống oxy hóa của mình không? Sản phẩm Double X thế hệ mới không chỉ chứa hợp chất chống oxy hóa mà nay còn bổ sung thêm hỗn hợp độc đáo Phytoprotect để hỗ trợ cơ thể phòng vệ và chủ động chống lại những thương tổn từ các gốc tự do. Oxy cực kỳ cần thiết để cơ thể trao đổi chất và hoạt động. Nhưng mỗi khi chúng ta tiếp nhận oxy, cơ thể sẽ tạo ra những gốc tự do. Tuy nhiên, khi gốc tự do được sản sinh quá nhiều sẽ gây hại đến các tế bào. Những thương tổn tích lũy theo thời gian là nguyên nhân chính gây ra quá trình lão hóa cơ thể. Hỗn hợp Phytoprotect trong Nutrilite Double X thế hệ mới sẽ bổ sung các dưỡng chất thực vật cần thiết và hỗ trợ cơ chế tự bảo vệ của cơ thể chống lại các gốc tự do dư thừa. Nền tảng khoa học được sử dụng để tạo ra hỗn hợp Phytoprotect được nghiên cứu từ 8 năm trước khi các nhà khoa học Amway tiến hành thử nghiệm trên các loài thực vật có tính năng bảo vệ tế bào trước các gốc tự do. Từ đó, các nhà khoa học này cũng đã phát triển các chiến lược thử nghiệm mới bằng cách sử dụng tế bào gan và công nghệ sinh học phân tử để tìm ra những loài thực vật có thể hỗ trợ tế bào chống lại các gốc tự do. Đến hiện tại, Phytoprotect là một hỗn hợp chiết xuất thực vật độc quyền bao gồm 3 thành phần cô đặc: hương thảo, nghệ và đậu fava danta. Với tỷ lệ phối trộn chính xác ở mức độ chuyên sâu, các chất cô đặc này cung cấp sự bảo vệ cho tế bào chống lại các gốc tự do. Vì vậy, từ giờ trở đi khi bạn nghe đến hỗn hợp Phytoprotect, bạn sẽ biết chắc rằng đó là hỗn hợp dưỡng chất thực vật kết hợp với tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên, cam kết hỗ trợ bảo vệ tế bào trước các thương tổn oxy hóa từ các gốc tự do. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người mẫn cảm với các thành phần nào của sản phẩm. Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai hoặc cho con bú, hoặc người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.